Chào mừng các bạn đang quay trở lại với kênh YouTube của Thế Giới Động. Và hôm nay trên bàn mình đây là hai siêu phẩm cực đỉnh. Đó chính là chiếc Samsung Galaxy Note 9, sử dụng con chip đó chính là Exynos 9810 cùng với là 6GB RAM. Và bên tay trái mình đây á là một chiếc điện thoại vừa mới ra mắt, một siêu phẩm thật sự với 3 camera được đặt vuông góc như thế này. Đấy. Đây là chiếc Huawei Mate 20 Pro sử dụng con chip Kirin 980 cùng với là 6GB RAM luôn. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ tìm xem đâu sẽ là siêu phẩm thật sự. Trước tiên á thì mình sẽ tiến hành khởi động lại cả hai máy nha. À, còn một điều nữa là cái màn hình các bạn nhìn có thể thấy là cái Mate 20 Pro á, có thể bị hơi nhiễu hạt. Đó không phải là do cái màn hình kém đâu, mà chẳng qua là do cái sự không tương thích giữa cái thiết bị mình đang quay với lại cái màn hình của chiếc Mate 20 Pro mới dẫn tới hiện tượng đó. Rồi, Samsung đã lên rất là nhanh. Đây, màn hình này cũng hơi sáng. Mình sẽ giảm độ sáng xuống một xíu. Rồi, ok. Ok. Kết nối nè. Kết nối cùng một mạng wifi, mạng LAN. Rồi. Ok, mức pin thì cũng còn trên 20%. À quên nữa, tắt đa nhiệm. Rồi, không có bất cứ một cái đa nhiệm nào nha. Đủ tiêu chuẩn để chứng minh ai là siêu phẩm thật sự rồi. Bây giờ mình cùng đến với tựa game đầu tiên, Subway Surfer. Hôm nay mình sẽ tiến hành từ game nhẹ tới game nặng thôi, như mọi khi. Rồi, 3, 2, 1. Dường như Mate 20 Pro đang nhỉnh hơn một xíu. Rồi, quá nhanh luôn các bạn ạ. 1-0. Rồi, tựa game thứ 2, Angry Birds 2. 3, 2, 1. Rồi, cả hai máy thì đều phản hồi rất là nhanh. À mà cả hai máy thì đều sử dụng con chip cây nhà lá vườn cả. Cho nên sự tương thích là một điều không thể nào mà bàn cãi được nữa rồi. Rồi, 2-0 tiếp tục cho Mate 20 Pro. Tựa game thứ 3, Fruit Ninja. 3, 2, 1. Dường như cái Mate 20 Pro luôn là lót khung hình nhanh hơn thì phải. Rồi, 3-0 luôn. Cả hai đều là siêu phẩm cho nên lót game thật sự là nhanh, mình không kịp nói gì luôn á. Rồi, tới Plan and Zombie. 3, 2, 1. Đây, từ game này chắc lót hơi bị lâu rồi. À, cả hai máy thì đều sử dụng con chip cây nhà lá vườn do chính tự hãng sản xuất cả. Nhưng mà theo mình nghĩ thì mình sẽ nghiêng về bên phía Kirin hơn. Tại bởi vì đơn giản là mình thích. Vậy thôi, mình thích cái nào thì mình nghiêng về đó. Rồi. Rồi. Vậy tiếp tục là chiến thắng dành cho chiếc Mate 20 Pro. Tựa game tiếp theo, Liên Quân Mobile. Bắt đầu có cái độ khó rồi nè. Mấy tựa game trước nhẹ không à. Rồi, 3, 2, 1. Rồi, để coi game này ai thắng đây. Mate 20 Pro vẫn đang nhỉnh hơn chút xíu. Rồi, không thể bàn cãi, chiến thắng tiếp tục về cho chiếc Mate 20 Pro. Rồi, Free Fire. 3, 2, 1. Tiếp tục là có một sự trẻ khung hình hơn ở phía Samsung Galaxy Note 9. Nhưng mà khi vào game á, rồi, Samsung Galaxy Note 9 lại lót trước nè. Rồi, chiến thắng lần này thì thuộc về cho phía Samsung Galaxy Note 9. Quá tuyệt vời các bạn ạ. Vậy là đã có chiến thắng ở lượt thứ 6
này là thuộc về cho Samsung Galaxy Note 9, tỷ số hiện giờ là 1:5. Rồi, Mortal Kombat 5, 3, 2, 1. Rất là nhanh. Vẫn chưa có kết quả các bạn ạ. Rồi, vậy là chiếc Huawei Mate 20 Pro của chúng ta đã lấy lại chiến thắng của mình. 6-1. Samsung Galaxy Note 9 vẫn đang chạy. Chúng ta vẫn phải đợi chạy hết để còn lát nữa kiểm tra đa nhiệm nữa. Chắc khúc này hơi lâu cho nên mình sẽ tua nhanh cái khúc này nha. Rồi, ok. Fail vì connect internet. Thật là kỳ lạ, bởi vì mình đã kết nối cùng một mạng wifi rồi mà. Đấy. Nhưng mà đây vẫn là kết quả của nó. Full rồi, cho nên mình sẽ vẫn để đó luôn. Rồi, tựa game tiếp theo là Asphalt 9. 3, 2, 1. Một tựa game đua xe khá là đình đám. Có thời á, mình nhớ là hồi Asphalt 8 đã gây cơn sốt. Thật sự là sốt. Bởi vì đua đó rất là hay. Rồi, tiếp tục chiến thắng dành cho chiếc Mate 20 Pro. Quá nhanh các bạn ạ. Nhanh còn hơn cả game đua xe này nữa. Rồi, bắt đầu với tựa game cuối cùng nha. Đó là PUBG Mobile, một tựa game cực nặng. Và gọi là mình cực thích trò này. Rồi, bắt đầu, 3, 2, 1. Tựa game nặng cuối cùng thì ai sẽ giành chiến thắng đây nha. Theo mình á, thì mình vẫn nghiêng về cho phía kia Linh hơn. Bởi vì mình thích Huawei. Fan Huawei điểm danh. Rồi, đấy, mình nói có sai đâu. Rồi, vậy là chiến thắng chung cuộc đã thuộc về cho chiếc Mate 20 Pro với tỷ số là 8-1, nghiêng về cho phía Mate 20 Pro đây. Một chiến thắng có thể nói là khá áp đảo. Nhưng mà các bạn cũng đừng có buồn hay là chê này nọ, chê Samsung này nọ, nào là Samsung yếu hơn. Không phải, bởi vì cái tốc độ của nó nhanh hơn thì cũng không đáng là bao nhiêu cả. Chỉ từ khoảng nửa giây tới một giây mà thôi. Đó là một tốc độ hoàn toàn có thể chấp nhận được đối với hai siêu phẩm này. Bây giờ mình sẽ tiến hành đa nhiệm nha. Rồi. Rồi, rất tốt. Cả hai không phải lót lại. Rồi, tuyệt vời luôn. Cùng là 6GB á, thì để coi ai sẽ thắng ai. Rồi, không phải lót lại luôn. Rồi, thật sự là tuyệt vời. Liên Quân Mobile. Ok. Rồi. Rồi, nó vẫn đang chạy các bạn ạ. Nó vẫn đang chạy như lúc nãy, tức là nó không phải load lại. Rồi, quá bá đạo. Rồi, không có chiếc điện thoại nào thu chiếc điện thoại nào ở màn đa nhiệm này cả. Bởi vì cả hai máy thì cùng sở hữu đó chính là 6GB. Và bây giờ mình sẽ tổng kết về hiệu năng và đa nhiệm giữa hai chiếc máy này. Về hiệu năng á, thì chiếc Huawei Mate 20 Pro có phần nhỉnh hơn. Khi mà chúng ta có thể tốc độ load game của nó thì nhanh hơn. Vào game á, thì nó không bị đứng như là ở tựa game Mortal Kombat 5, giống như là chiếc Samsung Galaxy Note 9. Đây có vẻ là một lỗi sơ suất nhỏ thôi, cũng không biết là do máy, do chip hay là do mạng cả. Nhưng mà những tựa game sau đó thì vẫn chạy bình thường mà. Rồi, ok. Còn về phần đa nhiệm á,
thì cả hai máy đều hết sức tuyệt vời khi không phải lót lại bất cứ một tựa game nào cả. Vậy thì các bạn có bất cứ bình luận gì về hai chiếc điện thoại nào, yêu, thích, ghét hay chê, cứ comment ở bên dưới. Và các bạn đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh YouTube của Thế Giới Di Động để đón chờ thêm những video hay và hữu ích khác nữa nha. Mình là Minh Hậu và tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào những video lần sau. Bye bye.